Chương 726: Nghiên cứu và phát triển. Vấn đề quan trọng là những người đó không phải là chết hết mà còn có phần lớn là mất tích. Theo tình hình tại hiện trường, từ một số ít video được lưu lại ở các camera giám sát thì có lẽ là họ đã bị bắt đi. Cho dù ma quỷ hay là trùng độc yêu quái thì bắt người đi không phải là để mời ăn cơm mà khả năng lớn nhất là giữ lại cho hắc ma thần Hela làm thức ăn nâng cao sức mạnh tinh thần. Lúc đầu khi còn ở Heo Hai, Hắc ma thần Hela đã giữ lại tính mạng của những người dân thổ địa để làm tấm khiên bảo vệ. Bây giờ nó đã triệu hồi thành công hai đội quân đáng sợ, đương nhiên không cần giữ tính mạng của nhân loại nữa. Không ai biết được, hắc ma thần Hela có thể ăn tươi nuốt sống được bao nhiêu sức mạnh tinh thần của con người, nhưng có một chuyện chắc chắn, đó chính là số người bị nuốt càng nhiều thì sức mạnh của nó sẽ càng lớn. Dựa vào sức của một người đã có thể mở cánh cửa không gian, đây vốn dĩ là chuyện không thể tưởng tượng được nếu không phải là đủ lý luận khoa học làm nền tảng thì gần như có thể đối đãi với nó như thần thánh. Thậm chí, bây giờ thế giới đã có một số ít người đã coi hắc ma thần Hela là thần linh tại thế, bày tỏ sự sùng bái. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nếu nội bộ loài người không có cách nào đoàn kết nhất trí thì sẽ chết càng nhanh. Cuộc tấn công lần thứ nhất trên phạm vi toàn thế giới đã gây nên sự khủng hoảng nhất định, mọi người đều đổ ra đường, tập trung diễu hành, yêu cầu tham gia vào kế hoạch hội nhập. Bộng từ vận mệnh cộng đồng trở thành từ phổ biến nhất trong xã hội ngày nay. Nhưng các quan chức cấp cao vẫn còn chút do dự. Họ hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của mình đánh bại cuộc tấn công của Hắc Ma Thần Hela. Điều đó có thể chứng minh quốc gia họ có đủ sức mạnh để bảo vệ an toàn của người dân. Nhưng sau hai tuần, Hắc Ma Thần Hela lại một lần nữa phát động tấn công. Lần này là một nơi chỉ đứng sau ba khu vực lớn. Ở đó đã chuẩn bị những đội quân hàng đầu thế giới bao gồm nhiều loại vũ khí tinh vi. Tuy nhiên, các radar thường được nhân loại sử dụng lại không hề phát hiện ra dấu vết của kẻ địch, dường như chúng không bắt được sóng nhiễu từ loại tín hiệu dao động này. Chỉ có máy dò năng lượng mới có thể phát hiện ra đối phương. Máy dò năng lượng của Hy vọng mới được bán sạch sẽ trên thị trường trong chốc lát, ngay cả người dân bình thường cũng đập nồi bán sắt, quyết tâm phải mua một chiếc. Cho dù máy dò có thể bắt được hoạt động của kẻ địch, nhưng không có nghĩa là họ có năng lực để đối kháng. Những vũ khí truyền thống khi đứng trước những quái vật này thì cũng có hiệu quả nhất định, nhưng không lớn. Ngay cả khi đó là đội quân tinh anh nhất, trang bị vũ khí laser cao cấp mang công nghệ của hy vọng mới thì vẫn chưa đủ mạnh. Bởi vì chúng có kích thước quá lớn, đội quân tinh nhuệ không thể đến chi viện bất cứ lúc nào ở bất kỳ khu vực nào. Đợi đến khi đội quân chi viện đuổi tới thì nơi đó đã hoàn toàn bị phá hủy. Tháng thứ nhất trôi qua, sang tháng thứ hai, tỷ lệ tấn công của Hắc Ma Thần Hela cũng ngày càng cao đến đầu tháng thứ ba đã tăng số lần tấn công từ hai tuần một lần như lúc đầu lên 2, ba ngày một lần. Không ai biết chúng làm thế nào để di chuyển dưới lòng đất nhanh chóng như thế, có lẽ dựa vào độc trùng cổ quái kia, nhưng chúng châm ngòi chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới thì dùng mắt thường cũng nhìn thấy. Audio điện tử võ tấn bền Phần lớn các nơi trên trái đất đều có người từng thấy sự đáng sợ của chúng. Hắc ma thần Hela hình như vẫn kiêng rẻ sức mạnh của các quốc gia lớn, không dám tấn công một cách tùy tiện, nhưng các nơi khác thì đã trở thành món ăn trên đĩa của nó. Những giọng nói yêu cầu gia nhập vào kế hoạch hội nhập càng ngày càng lớn và cũng có ngày càng nhiều các khu vực tham gia. Mà lúc này, Hy vọng mới đã tập hợp tất cả tinh anh, mở rộng quy mô của viện thiết kế vũ khí lên gấp 10 lần. Tất cả những dự án có xung đột với dự án của viện thiết kế sẽ đều hủy bỏ, kiếm tiền hay không, không quan trọng. Điều cần làm bây giờ là phải tự bảo vệ mình cái đã. Trong thời gian 3 tháng viện thiết kế đã nâng năng suất của súng laser lên gấp 10 lần, thu nhỏ kích thước còn một nửa, đây đã được coi là kỳ thích của nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra theo tình trạng của những quái vật kia, viện thiết kế đã cải tạo thiết bị bay cao tốc, phần vỏ bề mặt cũng nâng cấp để chống lại sự tấn công với lực lớn hơn. Ngoài ra còn có các loại dao laser rung động cao tốc, lấy năng lượng từ tốc độ bay, sẽ xẻ thịt tất cả những sinh vật muốn tiếp xúc với thiết bị bay đó có vũ khí như thế thì sẽ giúp nâng cao độ khó khi quái vật muốn túm lấy thiết bị bay ngoài ra để đảm bảo con người có đủ khu vực an toàn không bị quái vật bỏ từ dưới đất lên ăn thịt thì viện thiết kế còn phát triển một loại chất làm đông đặc biệt nói là chất làm đông nhưng nói một cách chính xác là chất trùng hợp cao phân tử loại dung dịch này có thể khiến tất cả phân tử của vật thể xung quanh đều được trùng hợp lại ở mức độ cao nhất giống như một đống cát sau khi đổ một chai dung dịch trùng hợp thì trong vòng 3 phút có thể đông cứng đến độ cứng tương dương với kim cương. Vì những hạt cát sẽ kết dính với nhau ở trạng thái phân tử kim cương, bao gồm cả bên trong cũng vậy, thay đổi kết cấu phân tử, khiến chúng thay đổi không còn là cát nữa. Bằng cách sản xuất một chất trùng hợp như thế, sau đó đào một hố sâu mấy trăm mét vào lòng đất, đổ chất trùng hợp vào sẽ tạo ra một bức tường đồng vách sắt mà tên lửa cũng không nổ tung được. Còn trên mặt đất thì bố trí các loại súng quét laser độ nhạy cảm cao, cho dù là một con mũi bay qua, thì cũng sẽ cảm nhận được rung động đập cánh trong không khí. Mà AI lại dựa theo phân tích thời gian thực từ các phản hồi, xác định mục tiêu rồi lập tức nổ súng. Mạng lưới hỏa lực đan sen, đủ để cắt gọt mọi vật thể thành những mảnh nhỏ chưa tới 1mm. Ngoài đám ma quỷ có thể di chuyển trong tích tắc thì không có bất kỳ kẻ địch nào có thể đột phá tầng phòng ngự này. Nhưng ngay cả loại ma quỷ có thể di chuyển trong tích tắc thì cuối cùng cũng bị một bức tường năng lượng ngăn lại. Bức tường năng lượng này bình thường không thể nhìn được, mỗi ngày sẽ hoạt động với công suất khoảng 60%, trong một phần ngàn giây khi có thứ gì đó chạm vào, nó đã có thể đạt đến công suất cao nhất. Sức mạnh của nó không kém gì súng laser, chạm vào là chết. Mà con người sẽ sống trong các khu vực như thế. Đương nhiên, gọi là nhân loại thực ra phần lớn là chỉ nhân viên tinh anh của Hy vọng mới, ví dụ như viện thiết kế vũ khí. Dù sao, bây giờ thành viên của kế hoạch hội nhập vẫn chưa nhiều. Địa điểm hoạt động của loài người quá phân tán, muốn chế tạo tường đồng vách sắt như thế cũng là chuyện không dễ dàng. Một khi phạm vi quá rộng thì chi phí nguyên vật liệu sẽ đạt tới con số thiên văn không thể nào tưởng tượng được. Cho dù việc thiết kế đã gắng sức nâng cao hiệu suất của năng lượng nhiều nhất có thể, dùng năng lượng mặt trời thay thế phần lớn năng lượng thì vẫn không để làm đến mức bao phủ toàn bộ trái đất. Trước mắt xây dựng vùng an toàn vẫn đang từng bước tiến hành và đạt được mục tiêu ban đầu là xây dựng vùng an toàn hình tròn với đường kính 20 km. Mục tiêu trung hạn là mở rộng tới 500 km và mục tiêu cuối cùng đạt khoảng 2.000 km. Theo ước tính của nhóm khảo sát, thì tài nguyên trên trái đất cũng chỉ xây dựng được vùng an toàn khoảng 2.000 km là lớn nhất. Nhưng đường kính 2.000 m cũng đã là kích thước vô cùng lớn. Phải biết rằng đường kính của trái đất cũng mới hơn 10.000 km phạm vi 2.000 ca, gần như đã bao phủ gần 1 phần 5 hành tinh. Nhưng còn lại 4 phần 5 còn lại thì không có cách nào khác, trừ khi có thể kiếm được nhiều tài nguyên bên ngoài không gian. Không thể dâng trái đất cho hắc ma thần Hela, điều đó không thể xảy ra. Trước mắt viện nghiên cứu đã chia một nhóm học giả ưu tú để phát triển thiết bị bay vũ trụ cao tốc, mục tiêu để thực hiện các bước nhảy trong không gian vũ trụ. Họ hiểu rõ, những năng lượng mà con người đã biết rất khó đạt đến tốc độ ánh sáng. Ngay cả khi thiết bị động cơ được nâng cấp thành động cơ hạt cao cấp hơn thì cho dù đạt được 99,99% ,99 tốc độ ánh sáng thì sao? Vũ trụ quá lớn, phần lớn các hành tinh trong thiên hà đều hoang tàn và cằn cỗi. Có rất ít tài nguyên hữu ích, bắt buộc phải tiến hành khám phá sâu hơn, thăm dò trong phạm vi lớn hơn. Mà những đơn vị hàng chục năm thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng, vốn dĩ không phải thứ mà con người đợi được. Chỉ có bước nhảy không gian mới có thể đem lại hy vọng cho nhân loại. Cho nên viện thiết kế trực tiếp bỏ qua nghiên cứu động cơ tốc độ ánh sáng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắc ma thần Hela đã chứng minh cho nhân loại, cánh cửa không gian có thể mở ra, chỉ là cần nghiên cứu làm sao đạt được kết quả này. Đương nhiên, động cơ tốc độ càng nhanh cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, trong tầng đại khí quyển, tốc độ âm thanh mấy trăm lần đã đủ để sử dụng, nhưng nếu trong tương lai, nhân loại có thể tiến quân vào vũ trụ, Gặp phải người ngoài hành tinh có công nghệ phát triển thì tốc độ động cơ càng nhanh cũng có thể chạy thoát kể cả khi không đánh được. Mà trong những trận chiến tương lai, tính quan trọng của sự cơ động cũng không kém sức mạnh của vũ khí. Chương 727, vùng an toàn. Nhân loại đã tham gia kế hoạch hội nhập hiện đã di cư đến vùng an toàn hoặc tụ tập sống gần đó. Dù cho hầu hết nơi mọi người sinh sống đều chưa thiết lập vùng an toàn, nhưng xét cho cùng, đây là nơi có nền khoa học và công nghệ mạnh nhất trên toàn hành tinh chỉ có vũ khí của hy vọng mới mới có thể gây sát thương cho những con quái vật đó một cách hiệu quả được. Tuy nhiên, mặc dù các vùng khác chưa tham gia kế hoạch hội nhập, nhưng một số vùng đã kết hợp lại với nhau và yêu cầu hy vọng mới mở quyền công nghệ để toàn nhân loại sử dụng. Nếu không, trước khi bị quái vật tấn công, có thể họ sẽ tấn công hy vọng mới trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sự uy hiếp, cũng là sự bóc lột. Hoác Khải lại đăng video, kiên quyết phản đối hành vi này đồng thời cho biết cho dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ quyền hạn. Nếu hy vọng mới thực sự bị con người phá vỡ từ bên trong, vậy thì anh sẽ kích hoạt thiết bị tự hủy. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Nhân loại một là đoàn kết lại với nhau, hai là tự tìm đường chết, không có lựa chọn thứ ba. Sự kiên quyết của Hoác Khải khiến mọi người không dám tùy tiện động vào hy vọng mới, mọi người đều hiểu một điều rằng, những người có thành tựu lớn đều có bộ não phi thường những gì họ nghĩ đều khác với những người bình thường. Ép anh đến đường cùng thì anh thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cũng không ai dám mạo hiểm lớn như vậy, trình độ công nghệ của hy vọng mới đã đi trước cả thế giới. Một khi tất cả các thiết bị kỹ thuật bị phá hủy, thì nền văn minh khoa học công nghệ của loài người sẽ lập tức thoái trào đi hàng thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm. Đây là một mất mát cho cả nhân loại, và nó sẽ trở thành tội ác không thể xóa nhòa trong sử sách. Những ngày sau đó, hắc ma thần Hela liên tục tấn công, ngày càng có nhiều con người bị cướp bóc. Những người biểu tình tuần hành trên đường phố trở nên thường xuyên hơn, họ bị tra tấn bởi nỗi sợ hãi vô tận và đã đạt đến giới hạn không thể chịu đựng được. Rõ ràng là kế hoạch hội nhập tốt như thế, tại sao lại không tham gia? Một năm sau, hầu như tất cả mọi nơi trên thế giới đều bị càn quét bởi hắc ma thần Hela. Nó dường như muốn sử dụng phương pháp này để tạo ra sự sợ hãi, mà theo nghiên cứu của các học giả ở Hy vọng mới, thực sự có một nhóm quỷ sử dụng nỗi sợ hãi của con người làm thức ăn để tăng trưởng. Con người càng sợ hãi, bọn chúng càng mạnh mẽ. So với lúc chúng mới xuất hiện, sức mạnh của đám quỷ đó đã được tăng mạnh lên hơn gấp 10 lần, kể cả đạn đạo ở cự ly gần cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Sau một thời gian, chúng sẽ lại tái sinh một lần nữa nhờ có sức mạnh quá lớn của nỗi sợ hãi. Đây là một trận chiến dường như không có cơ hội thắng. Không ai muốn tiếp tục chiến đấu. Ngày càng có nhiều nơi tham gia vào kế hoạch hội nhập, họ cho rằng mình bị buộc phải chấp nhận nó, lòng cảm thấy không tình nguyện. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần đồng ý thì hy vọng mới sẽ mở quyền kỹ thuật cho mà sử dụng và đều có thể trang bị tất cả những vũ khí đã được nghiên cứu. Yêu cầu duy nhất là phải tập hợp con người vào một vùng an toàn, không còn quyền tự chủ nữa mà phải tuân theo mệnh lệnh của ủy ban hội nhập. Đương nhiên ủy ban hội nhập có lượng thành viên đông đảo cũng không độc đoán, có chuyện gì thì mọi người đều có thể cùng thương lượng. Chỉ có điều ngày trước đều là những vùng lớn có tiếng nói mang tính quyết định, bây giờ mọi người phải di chuyển hết đến vùng an toàn, không còn chuyện tiếng nói của ai mang tính quyết định nữa rồi. Nếu có, thì đó chỉ có thể là người của Hy vọng mới. Các quy tắc ở đây được xây dựng bởi Hy vọng mới, mọi người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Anh có thể có ý kiến khác, tôi cũng có thể xem xét các đề xuất của anh. Nhưng anh vẫn phải tuân theo các quy tắc trước khi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Cũng không phải không có người vì bị tước đoạt quyền lực mà chọn rời đi, nhưng chỉ khi họ muốn đi rồi mới phát hiện ra rằng người của mình đã không còn chịu đi nữa. Hắc ma thần Hela biết đây là nơi tinh nhuệ nhất hành tinh, nếu tấn công sẽ tổn thất rất nhiều. Vì vậy, nó không bao giờ tấn công những nơi gần vùng an toàn. Đối mặt với sinh tử, mọi thứ còn lại đều là chuyện nhỏ nhặt, chẳng có ai muốn rời khỏi đây mà những người có quyền lực kia muốn ra đi thì chỉ có thể đi một mình, cùng lắm là mang theo được một số cận vệ trung thành nhất. Chỉ mang theo chút lực lượng như vậy quay về chắc chắn là đồng nghĩa với cái chết. Có lẽ đi được nửa đường đã bị đám quỷ dưới tay hắc ma thần Hela giết hết. Vùng an toàn quả thực có thể bảo vệ nhiều người, nhưng nó cũng là một hố sâu. khi đã vào rồi thì không dễ gì mà trèo ra được. Hoắc Khải đưa ra tất cả các quyền kỹ thuật, nào có phải là để tặng không cho người ta? chỉ muốn lấy được công nghệ rồi rời đi làm gì có chuyện đấy anh không ngăn chặn hành động của những kẻ có quyền lực này mà chỉ dùng những điều kiện sống tốt nhất cao cấp nhất để mua chuộc những người dân thường những người dân thường có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống như vậy họ không quan tâm sống ở đâu họ chỉ quan tâm sống ở nơi đó như thế nào thôi lòng người mãi luôn là trọng điểm mà hoác khải nắm bắt nơi đây có những công nghệ vũ khí mạnh nhất có cả những trường học hàng đầu trên thế giới Giáo viên nào cũng là bậc thầy trong các lĩnh vực. Về điều trị y tế, có công nghệ tái sinh, nâng cao sức mạnh tinh thần và kế hoạch tạo thần. Người tham gia đội ngũ thì trong nhà sẽ nhận được ưu đãi lớn nhất, hơn nữa địa vị và sức mạnh cá nhân cũng được cải thiện ngoài sức tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là chi phí ở đây không đắt đỏ, quả là điều không tưởng hoàn hảo nhất trong lòng nhân loại. Mặc dù hầu hết mọi người đều phải tham gia xây dựng để kiếm tiền sinh hoạt nhưng chỉ cần họ chịu lao động thì hy vọng mới sẽ không đối xử tệ bạc với họ. Có bao nhiêu người bình thường có thể từ chối một cuộc sống như vậy? Trước đây muốn bước chân tới những thành phố lớn nhất thì phải bước qua ngưỡng cửa rất cao, chi phí sinh hoạt cũng ngất ngường. Hoặc là không được đặt chân tới hoặc là được sống ở đó nhưng cũng không chịu nổi chi phí được bao lâu. Nhưng giờ đây, họ đã có được mọi thứ mà họ mơ ước lại một năm nữa đã trôi qua lúc này những nơi vẫn còn cứng đầu không chịu tham gia kế hoạch hội nhập đã chẳng còn mấy ngay cả những vùng lớn cũng đã có một bên tham gia và đó là vùng liệt hùng nền kinh tế của họ không hề phát triển mặc dù vũ khí truyền thống rất mạnh trong hai năm qua qua vô số lần thất bại họ đã chứng minh rằng những vũ khí đó không đủ để chống lại hắc ma thần hela theo hai chưa hề trồi lên khỏi lòng đất nhưng hắc ma thần hela đã đi trên mặt đất rồi gần 2 phần 5 đất đai đã rơi vào tay nó, tất cả những con người chưa kịp di tản đến vùng an toàn đều đã bị khống chế. Bọn họ không cần phải làm gì cả, hàng ngày chỉ cần thực hiện những hoạt động nguyên thủy nhất để sinh con đàn cháu đống. Có những loại quỷ giỏi kiểm soát tâm trí, có thể khiến họ quên đi mọi lo lắng, buồn phiền và cảm thấy như đang sống trên thiên đường. Thực tế, bọn họ sống hoang dã và lấm lem bùn đất, không khác gì những kẻ man dợ, hình ảnh do vệ tinh truyền về được phát không ngừng trong vùng an toàn, thấy những người trước đây từng là đồng bào lại bị hắc ma thần Hela nuôi nhốt như loài súc sinh, ai cũng phải cảm khái. Họ đau khổ, phẫn uất và không cam lòng. Vùng an toàn ngày nay đã hoàn thành mục tiêu trung hạn và mở rộng ra phạm vi 500 km. Vùng lớn đến như vậy, nhưng lại khó mà chứa được hết tất cả mọi người, vẫn còn một số cư dân vẫn sống bên ngoài vùng an toàn, những người tham gia kế hoạch hội nhập càng muộn sẽ càng không thể tận hưởng những lợi thế của vùng an toàn. Điều này khiến những người trong vùng an toàn có cảm giác vượt trội, đồng thời tỏ thái độ coi thường, khinh bỉ người bên ngoài. Nhưng mỗi người đều có một điểm chung, đó là đều mang trong mình lòng căm thù đối với hắc ma thần Hela. Họ hy vọng sẽ loại bỏ được nó, nhưng thực chất khó mà có thể loại bỏ hắc ma thần Hela, ít nhất là khó gấp mấy lần so với hai năm trước. Hắc ma thần la giờ đã triệu hồi thêm nhiều quái vật, bên ngoài, trên mặt đất, quái vật ở khắp mọi nơi. Những con quái vật này rất độc ác và tàn nhẫn, không có lòng thương xót đối với con người. Hầu hết con người sẽ bị chúng bắt đi mất, nhưng có một phần nhỏ sẽ bị chúng giết chết ngay tại chỗ. Về điều kiện giết người thì có vẻ tùy tiện, có lẽ đối với chúng, con người cũng chỉ như loài súc sinh mà thôi. Tại hai vùng lớn cuối cùng, đã có rất nhiều người đã tìm cách lẻn vào vùng an toàn. Đối với những người này, hy vọng mới không bao giờ từ chối, luôn vui lòng đón nhận họ. Tuy nhiên, những người có thể thành công vượt qua 4.000 cây em giữa hai nơi, còn có thêm cả đại dương làm khoảng cách ngăn chặn, là rất hiếm. Vào một ngày trước năm mới, Hoác Khải, với tư cách là người đứng đầu vùng an toàn, đã đưa ra một thông điệp cho hai vùng lớn cuối cùng. Hy vọng họ có thể gạt bỏ những khúc mắc của mình sang một bên, trở thành một với toàn thể nhân loại và thực sự cùng chung số phận chỉ có như vậy, những con người dưới trướng mới có thể tồn tại tốt hơn. Hơn nữa, theo Vệ Tinh cho thấy, một số lượng lớn quái vật đang tiến về hai vùng này. Không cần nghĩ cũng biết, Hắc Ma Thần Hela đang chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng của mình. Chương 728, chiến đấu không ngừng. Theo tình thế trước mắt thì hai khu vực cuối cùng này sẽ không bị nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng chỉ cần Hắc Ma Thần Hela có đủ kiên nhẫn, ăn dần mòn từng chút một, rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ hoàn toàn bị chiếm đoạt. Trong nội bộ của hai khu vực này cũng nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt, đám người phía dưới gần như đã phát điên đến nơi. Bây giờ cả thế giới đều đã tụ tập lại với nhau, chỉ còn có bọn họ là vẫn chưa có động tính gì, lẽ nào thật sự phải ngồi im đợi chết sao? Cho dù mọi người có đưa ra quyết định như thế nào, thì hy vọng mới cũng sẽ cùng với thành viên của kế hoạch hội nhập tiến hành giải quyết cho đồng bào của chúng ta. Chúng tôi tôn trọng quyết định của mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua sự an toàn của thường dân. Đây là lời bế mạc cuối cùng của Hoắc Khải, đi cùng với lời này là một đội ngũ siêu hiện đại hóa lên đến hàng triệu người. Trên tay mỗi người của đội ngũ này đều có một khẩu súng laser, hầu hết đều đi trên máy bay vận tải cỡ lớn với tốc độ cực cao được phát minh trong vòng 2 năm trở lại đây. Máy bay vận tải cỡ lớn này được trang bị thiết bị chống lại lực ly tâm, sử dụng khí hydro làm nhiên liệu và có thể bổ sung nhiên liệu ngay trên bầu khí quyển. Hơn nữa nó có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ bên trong động cơ, có thể sử dụng làm nhiên liệu dự phòng. Trong tình huống không đổ thêm nhiên liệu thì phạm vi bay là hơn 20.000 km, đủ để bay một lần rưỡi vòng quanh hành tinh. Hay hơn cả là khả năng chuyên trở của nó cũng phi thường, có thể nói là máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Nếu chỉ vận tải người không thôi, thì một lần có thể vận chuyển được lên đến khoảng 5.000 người. Nhưng máy bay vận tải cũng phải được trang bị một số lượng vũ khí bảo vệ nhất định vì vậy bây giờ mỗi máy bay vận tải chở được 2.000 người, hơn nữa trong khoang chứa còn có các phương tiện chiến đấu bọc thép mặt đất và một số lượng robot chiến đấu nhất định. Mặc dù trọng lượng đã vượt quá 800 tấn, nó vẫn có thể bay hàng chục nghìn cây với tốc độ tương đương 5 lần vận tốc âm thanh. Trong 2 năm qua, tất cả những tài nguyên thu được đều được sử dụng để phát triển vũ khí hoặc những thứ liên quan đến vũ khí. Chỉ riêng loại máy bay vận tải cỡ lớn này thôi đã được chế tạo đến 10 chiếc. Tuy nhiên, chỉ 10 chiếc máy bay vận tải hạng nặng tốc độ cao cũng không đủ để chi phối cục diện trận chiến này, dù sao thì tính thế nào cũng chỉ có thể vận chuyển đội ngũ khoảng mấy chục ngàn người một lần mà thôi. Mấy chục ngàn người này chính là đội ngũ tiên phong, phụ trách tìm trận địa an toàn cho lần phóng tầm cao tiếp theo. Còn gần hàng triệu người khác, bao gồm cả các loại trang thiết bị, cũng đều sẽ được tiến hành phóng tầm cao bởi máy bay vận chuyển cỡ nhỏ theo sau. Đây sẽ là lần phóng tầm cao có quy mô lớn nhất chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Vì để đánh thắng trận chiến này và giải cứu đồng bào, hy vọng mới đã nỗ lực hết sức mình. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ phụ trách điều khiển tất cả các thiết bị điện tử, cho dù có xảy ra vấn đề gì, nó cũng đều có thể đưa ra phương án giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Mà máy bay chiến đấu không người lái tầm cao cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Tốc độ của máy bay chiến đấu không người lái này đã nhanh hơn gấp 150 lần vận tốc âm thanh, chỉ trong vòng khoảng một phút là đã có thể đến được chiến trường. Các loại vũ khí tối tân nhất cũng đã được vận chuyển đến nơi chỉ định. 10 chiếc máy bay vận tải hạng nặng siêu tốc đã lần lượt cất cánh, được máy bay chiến đấu không người lái phụ trách hộ tống, khi tin tức này truyền đến hai khu vực lớn, đã làm giấy nên những tiếng reo hò vang dội. Mọi người điên cuồng hướng lên bầu trời mà vẫy tay, dù cho máy bay mới cất cánh, chẳng thể nào mà nhìn thấy bọn họ được. Nhưng cảnh tượng bọn họ vẫy tay chào đã được vệ tinh ghi lại. Nhìn thấy những đồng bào này mặt mũi phấn khởi vẫy tay, người ở khu an toàn cũng hò reo vang dội, vung vẩy nắm tay của mình. Khoảnh khắc này đây, trong lòng họ đã chẳng còn sự chia rẽ khu vực truyền thống gì nữa, mà đã hợp nhất lại thành một trái tim, giao hết cho hy vọng mới. Bởi vì công ty này đã cho bọn họ một niềm hy vọng mới, để họ có được tương lai thật sự. 20 phút sau, 10 chiếc máy bay vận chuyển hạng nặng siêu tốc đã đến khu vực chỉ định, vũ khí của đội ngũ phòng không đã ngắm chuẩn vào những chiếc máy bay vận chuyển này. Đội ngũ dưới mặt đất đã di chuyển nhanh hơn, bao vây địa điểm chỉ định của họ lại. Dáng vẻ này là chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi. Nhưng người dân lại hòa đến, mắng bọn họ xa xả, đập phá vành đai cách ly, trách mắng những người này coi thường đạo lý, vô tình máu lạnh. Thành viên trong đội ngũ cũng đang do dự, Bọn họ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng quái vật tụ tập nơi hai khu vực lớn ở trong nội bộ. Dựa trên tình huống của những lần giao đấu trong quá khứ, thì hỏa lực của bản thân hoàn toàn không đủ để chống chọi lại với phe địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này sẽ chỉ còn lại một con đường chết. Chẳng có ai muốn sống như thứ súc sinh cả, bọn họ cũng muốn tiếp tục được sống. Cuối cùng, máy bay vận tải hạng nặng siêu tốc cũng đã hạ cánh an toàn, quân tiên phong người máy chiến đấu và xe chiến đấu bọc thép hạng nặng cũng đã hạ cánh. Biểu ngữ được bung ra, chúng tôi không hề có ác ý, chỉ muốn loài người được an toàn sống tiếp. Nội dung của biểu ngữ này khiến chẳng ai có thể từ chối được. Cùng lúc đó, lớp quái vật đầu tiên đã đến. Đội ngũ vây vòng ngoài vì không có phòng bị gì, nên phút chốc đã thương vong rất lớn, còn quân tiên phong do đã nhận được cảnh báo phát hiện năng lượng nên lập tức triển khai đội hình chiến đấu. Người máy chiến đấu nhanh chóng gia nhập trận chiến, hộ tống đội ngũ vây ngoài về lại vòng trong, còn quân tiên phong lại thay thế tiếp vị trí của đồng bào, phản kích lại quái vật. Những khẩu súng laser công suất cao trong tay họ không ngừng cướp lấy sinh mạng của kẻ thù, những khẩu pháo laser trên xe tăng lần lượt bắn ra, mỗi lần bắn có thể phá sạch một vùng không gian rộng lớn. Người máy chiến đấu hung hăng không sợ chết, cầm dao laser dao động cao tần, thao tác vô cùng kín kẽ để ngăn cản lũ quỷ trong suốt xâm nhập. Nhưng đến nay vẫn không có cách nào đối đầu với lũ quỷ có thể dịch chuyển tức thời, chỉ có thể dựa vào bán mạng mà thôi. Một lũ quỷ dịch chuyển tức thời đã phá vỡ vòng vây phòng thủ, may mắn thay, mặc dù quân tiên phong không có cách nào ngăn cản chúng, nhưng họ đã sớm tìm ra chiến lược đối phó. Bộ giáp hợp kim bao phủ kín kẽ, kiên cố bảo vệ cơ thể họ khỏi sự xâm chiếm của lũ quỷ. Một khi gặp phải lũ quỷ, họ sẽ cố gắng hết sức để tóm lấy hoặc làm trì hoãn hành động của nó mà phần còn lại sẽ được giao cho đồng bọn. Mặc dù bộ giáp hợp kim đã được cải tiến hết lần này đến lần khác nhưng sức mạnh của lũ quỷ vẫn rất đáng sợ, chúng vẫn có thể xé nát bộ giáp khi dùng hết sức lực của mình. Trong tích tắc, hàng chục người chết ngay tại chỗ, nhưng cái chết và máu tươi của họ đã làm máu của những người khác sục sôi. Chỉ có tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch mới có thể trả thù cho những người bạn đồng hành của mình. Ngày càng có nhiều quái vật tụ tập và ai đó đã chỉ tay về phía xa và thốt lên, đó là tộc trùng. Tộc trùng không quỷ dị như lũ quỷ, nhưng số lượng của chúng quả thực quá đáng sợ. Số lượng của chúng trong lần được gọi đến đầu tiên không lớn lắm, nhưng chỉ trong hai năm, chúng đã ủn ủn kéo đến. Nếu như những con tộc trùng này thực sự tấn công vào được thì dù số lượng quân tiên phong có tăng lên gấp 10 lần cũng khó mà chống lại nổi. Lúc này, máy bay chiến đấu không người lái tầm cao bay tới, thả một quả bom trọng lực trong cabin xuống. Những quả bom đặc biệt có thể kích hoạt sóng hấp dẫn này rơi thẳng xuống lũ trùng. Dưới tác động của trọng lực cao, cơ thể của tộc trùng bị ép bởi khối lượng của chính nó, đổ sụp, cuối cùng khô quắt lại và chết. Các vệ tinh ngoài không gian cũng đang thể hiện sức mạnh của chúng vào thời điểm này. Trùng tia phân cực hấp dẫn mới được phát triển từ viện thiết kế rơi từ trên trời xuống như một thanh hương của thần, cắt xuyên qua cơ thể của ma quỷ và tộc trùng loại vũ khí tia gây sát thương nguyên tử đối với vật chất có thể phá hủy hầu hết mọi thứ ngay cả ma quỷ quái dị cũng không thể chống lại chỉ là chùm tia phân cực hấp dẫn mới được phát triển số lượng vũ khí vệ tinh trang bị qua tên lửa vận tải không đủ chỉ có thể cố gắng gây sát thương càng nhiều càng tốt ở phạm vi rộng lớn các mục tiêu cách xa vòng chiến đấu vũ khí hiệu quả nhất hiện nay chắc chắn là bom trọng lực ném một quả xuống cả một đám tộc trùng sẽ chết thảm chỉ có lũ quỷ quỷ dị mới có thể phá vỡ hàng phòng thủ thông qua các khả năng khác nhau. Quân tiên phong đánh những trận đẫm máu, viên chỉ huy gầm lên, thả chết chứ không chịu lùi nửa bước. Hãy nhớ rằng, sau lưng mọi người là đồng bào, nếu các bạn lùi lại một bước, họ sẽ phải chết cả một khu. Hãy dùng mạng sống của chúng ta để đổi lấy sự an toàn của đồng bào. Giết! Ngay cả vụ nổ trên chiến trường cũng không thể ngăn cản tiếng gầm của viên chỉ huy. Âm thanh truyền đến tai người khác, dù là đội ban đầu tới trận bọn họ hay người thường thì khi nhìn những quân tiên phong thả chết để bảo vệ bọn họ hốc mắt họ dần dần ẩm ướt lửa giận bùng cháy trong lòng không biết là ai đã hét lên giết có người xông lên mặc dù anh ta chỉ cầm vũ khí truyền thống nhưng cũng vẫn có một chút tác dụng có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai rồi thứ ba thứ tư và vô số nữa cuối cùng tất cả các đội ngũ đều xông lên họ bảo vệ người dân và làm hết sức mình để giết địch chương 729, cứu viện. Đây là một trận chiến khốc liệt, trước khi chi viện đến, họ bắt buộc phải giữ vững vị trí bằng cả mạng sống của mình. Mỗi một phút giây, có đến hàng trăm người đã chết, những hình ảnh này đều được truyền qua vệ tinh đến nhiều nơi khác nhau. Khu vực an toàn có thể thấy được, khu vực lớn cũng có thể xem được. Mọi người nhìn cảnh tượng bi thảm đó và lặng đi. Trong những trận chiến như vậy thì dân thường không đủ tư cách tham gia vì sông lên chính là chết nhưng ngay cả quân tiên phong thì cũng phải hứng chịu thương vong nặng nề. Dù vậy nhưng họ nhất quyết không rút lui, chỉ vì sau lưng họ chính là đồng bào. Đó không phải là nhà của họ, bọn họ không sống và cũng không thèm sống ở đây, nhưng họ sẵn sàng bảo vệ những người ở nơi này. Chẳng vì lý do nào khác, chỉ vì mọi người đều có một cái tên chung, đó là nhân loại. Cùng chung vận mệnh, ai đó đã lẩm bẩm từ này. Ngày càng nhiều người hô lên câu nói này, họ dơ cao nắm đấm, Bước ra khỏi nhà, hướng về phía chiến trường tưởng chừng xa lắc xa lơ nhưng lại gần ngay trước mặt, hồ to cùng chung vận mệnh. Đối với nhiều người, có thể thời gian 10 phút không đáng là bao. Chỉ cần tìm đại một việc gì đó để làm là đã có thể giết thời gian. Nhưng trên chiến trường, đối với những người đang chiến đấu đầy máu lửa kia, thì mỗi giây trôi qua đều thật khó khăn. Ngay cả khi có sự trợ giúp của vệ tinh và máy bay chiến đấu, thì sự tàn khốc của trận chiến dưới mặt đất vẫn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là đội ngũ vây vòng ngoài, bởi vì vũ khí không đủ tối tân mà thương vong càng thêm nghiêm trọng. Chỉ huy quân tiên phong hét lớn yêu cầu họ rút lui, nhưng chẳng ai để ý đến. Chúng ta cũng là một phần của nhân loại, chúng ta cũng là những chiến binh. Họ lớn tiếng đáp trả, rồi hiên ngang đối mặt với cái chết. Người chỉ huy mắt đỏ hoe, hằn máu, mấy người ngốc nghếch này chúng tôi ở đây để mọi người không phải hy sinh vô ích cơ mà lúc này trên trời cao vang lên tiếng gầm rú của máy bay vận tải có người chỉ lên phía xa của bầu trời hô to chi viện đến rồi tuy nhiên con tộc trùng to lớn dưới mặt đất ngay lập tức phun ra một quả cầu lửa màu xanh lam khổng lồ từ đuôi của nó tuy tốc độ không nhanh lắm nhưng quả cầu lửa đã nổ tung trên không một chiếc máy bay vận tải bất ngờ không kịp đề phòng đã bị phun lửa khắp toàn thân Bề mặt của máy bay vận chuyển nóng chảy với tốc độ nhanh chóng, để lộ các bộ phận và khung máy bên trong. Khi cháy đến thùng dầu, một chùm tia lửa bùng lên, chiếc máy bay vận tải phát nổ trên không. Các máy bay vận tải khác lập tức né xa để tránh, nhưng có quá nhiều con tộc trùng lớn như vậy, những quả cầu lửa mà chúng phun ra bổ vây kín khắp nơi. Chỉ huy quân tiên phong dưới mặt đất nhấn nút liên lạc và gầm lên, dọn dẹp chúng sạch sẽ cho tôi, máy bay vận tải sắp hạ cánh rồi. Các vệ tinh ngoài không gian ngay lập tức phóng ra một lượng lớn chùm tia phân cực hấp dẫn, và máy bay chiến đấu không người lái đã thả một lượng lớn đạn dược xuống nơi tập trung của những con tộc trùng cỡ lớn. Đồng thời, chỉ huy đội máy bay vận tải cũng hạ lệnh thả xuống ngay lập tức. Cửa sập đuôi của chiếc máy bay vận tải mở ra, mỗi một người chiến sĩ đều mang theo một chiếc máy bay hạng nhỏ, họ được thả xuống cùng lúc với nhiều thiết bị khác nhau. Những bông hoa rực rỡ nở cả một góc trời đội ngũ dưới mặt đất lại càng phát động phản công điên cuồng hơn nữa, trước khi các thiết bị và nhân viên tiếp đất, họ phải dọn sạch một khu vực đủ rộng cho đồng đội của mình. Nếu không, để những người này rơi vào bầy trùng, thì chẳng khác nào dâng cơm lên tận miệng người ta. Dưới sự tấn công điên cuồng của hàng chục ngàn quân tiên phong và các đội vây ngoài, cùng với sự hỗ trợ của vũ khí điều khiển trên không công nghệ cao, đã xóa sạch và tạo ra ít nhất hàng trăm mét không gian trống trong vòng một phút. Tuy nó không lớn lắm nhưng cũng đủ cho một nhóm nhỏ người có thể tiếp đất. Sau khi quân chi viện hạ cánh, họ còn chẳng kịp cắt năng lượng của máy bay mà lập tức xông luôn vào trận. Có sự tham gia của họ, cùng với các phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng, các khẩu pháo laser liên tục bắn cũng đủ sức tiêu diệt hoàn toàn bất kỳ sinh vật nào. Trận tuyến tiếp tục được mở rộng, ngày càng nhiều chi viện đến hơn, tình hình chiến đấu cuối cùng cũng được cải thiện. Chỉ là số lượng những con quỷ có thể bay và tộc trùng kia quá nhiều hầu hết người của quân chi viện đều đã phải bắt đầu chiến đấu ngay từ khi họ còn đang ở trên không. Tuy nhiên, việc điều khiển máy bay cá nhân lại không mấy khả quan, nhất là khi xung quanh có quá nhiều người và quái vật, không cẩn thận là sẽ đâm vào nhau. Điều này khiến cho khả năng cơ động của họ bị suy yếu đi rất nhiều, đồng thời cũng góp phần làm cho uy phong của bên địch tăng lên. Quân chi viện với sĩ số lên đến trăm ngàn người, mà chưa đến hai tháng ba trong số họ có thể hạ cánh an toàn, máu tươi và thi thể ở khắp mọi nơi, có của bên mình, mà cũng có của bên địch. Lúc này, tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu chuyển đến, xe tăng, pháo binh cùng nhiều dội ngũ khác cũng từ xa ập đến. Đây là trận doanh vũ khí truyền thống, một cuộc đấu tranh của khu vực lớn chống lại số phận. Lúc này cuối cùng họ cũng hiểu rằng, bây giờ đã không còn là thời đại cũ nữa, thời đại mới đã đến, nhân loại phải hòa nhập lại làm một thì mới có cơ hội thực sự thoát ra khỏi bầu khí quyển. Vũ trụ rộng lớn tuyệt đối không thể bị chinh phục bởi một khu vực nào đó được. Sự tụ hợp lại của đội ngũ hai bên cùng với hỏa lực cường độ cao của nhóm pháo binh đã thổi bay đám trùng tung tóe khắp nơi. Tất cả lũ quái vật và bầy trùng đều dồn hết sự chú ý vào quân tiên phong, nào có thể nghĩ rằng những người đó lại tập trung được nhiều sức mạnh như vậy để tấn công mình. Trong khi nhóm pháo binh bắn phá, Hoắc Khải cũng đang nói chuyện với các nhân viên cấp cao ở hai khu vực lớn. Hoắc Khải từ chối yêu cầu của đối phương về việc duy trì đủ quyền tự trị và giao quyền tự chủ về đất đai. Trong kế hoạch hội nhập có thể thương lượng nhiều thứ, chỉ có điều này là không thể được. Theo Hoắc Khải, từ nay về sau chỉ có thể có một thế lực duy nhất trên hành tinh này, và đó chính là Liên minh Thiên Hà. Đúng vậy, tất cả mọi người trong kế hoạch hội nhập đều sẽ được phân loại vào Liên minh Thiên Hà. Đây là tên gọi thế lực duy nhất của loài người tượng trưng cho sự ra đời của một kỷ nguyên mới và cũng là đại diện cho nơi bọn họ sinh ra. Sau một loạt các cuộc đàm phán khẩn cấp, một khu vực rộng lớn đã đồng ý tham gia kế hoạch hội nhập, nhưng Hoắc Khải phải đảm bảo rằng người dân trong khu vực này ưu tiên cung cấp các khu vực an toàn. Mặc dù điều này hơi trái với nguyên tắc thứ tự trước sau, nhưng xét trên góc độ đại cục thì sự gia nhập của khu vực lớn có thể làm cho nền tảng của Liên minh Thiên Hà trở nên vững chắc hơn. Do đó, Hoắc Khải đã đồng ý và nhóm kỹ sư dưới quyền của hy vọng mới sẽ ưu tiên mọi nguồn lực để tạo ra một vùng an toàn mới. Nhưng khu vực lớn cuối cùng, khu vực đại bàng ngoan cố nhất đã từ chối. Bọn họ đã từng là bá chủ của hành tinh này, bây giờ Hoác Khải lại muốn bọn họ mất đi quyền thống trị như vậy, đó là điều không thể nhún nhường được. Hơn nữa, họ không cảm thấy tình hình tồi tệ đến mức không còn lối thoát. Sau khi ngắt kết nối, khu vực đại bàng thông báo thiết lập một bức tường biên giới cực kỳ rộng để chống lại sự tấn công của hắc ma thần hê nhưng mọi người đều hiểu rằng cái gọi là bức tường biên giới này không khác gì một bức tường giấy đối với hắc ma thần hê một số lượng lớn người bắt đầu cố gắng di cư nhưng họ không thể vượt qua vùng chết đầy quái vật và lũ quỷ nhiều người chỉ có thể tụ tập trong thế giới ảo và thỉnh cầu hy vọng mới họ hy vọng sẽ được giải cứu mong rằng có thể thoát khỏi biển khổ Lực lượng chủ lực trước mắt vẫn đang bảo vệ người dân sơ tán trong các khu vực lớn, bao gồm cả việc vận chuyển các nguồn lực cũng đều cần có thời gian. Vì vậy, họ không có nhiều thời gian và sức lực, hơn nữa nếu không có sự hợp tác nội bộ của bên khu vực lớn thì rất khó để giải cứu người dân. Trận tuyến giải cứu trải dài hàng nghìn km đang bị hắc ma thần Hela tấn công liên tục. Mà kho vũ khí của Liên minh Thiên hà cũng đang ngày đêm chuyển mình, đẩy nhanh các bước nâng cấp vũ khí công nghệ cao. Hầu hết các thành viên trong đội ngũ ở các khu vực lớn đã được thay thế súng laser mới và một lượng nhỏ bộ giáp hợp kim chủ chốt. Điều này có thể cải thiện hiệu quả khả năng sống sót và khả năng chiến đấu của họ. Quy mô sức chiến đấu của đội đã mở rộng lên gần 3 triệu người, cộng thêm việc xe tăng, máy bay không người lái và số lượng vũ khí không gian ngày càng tăng đã đến tiền tuyến, thế cục cuối cùng đã ổn định. Mặc dù mỗi ngày đều có thương vong, nhưng đã có thêm càng nhiều người vào vùng an toàn thành công. So với mặt trận giải cứu, sức mạnh bảo vệ của vùng an toàn mạnh hơn ít nhất vài chục lần. Chỉ riêng sự bảo vệ của các tia năng lượng khác nhau cũng đủ để ngăn chặn hầu hết kẻ địch. Miễn là các nguồn năng lượng không bị cạn kiệt thì vùng an toàn không có nguy cơ bị xâm phạm. Nhưng có một vấn đề là, mặc dù vùng an toàn đã được thiết lập, kế hoạch hội nhập cũng sắp hoàn thành, việc thu nhận các nguồn lực lại là một vấn đề nan giải. Bây giờ chỉ còn một khu vực lớn bên ngoài không gia nhập. Trừ cái đó ra thì 4 phần 5 lãnh thổ trên thế giới đang nằm dưới sự kiểm soát của hắc ma thần Hela. Chương 730, kết thúc. 10 năm sau trận cứu viện của liên minh nhân loại, con người tiến vào thời kỳ chạy đua vũ trang, đặc biệt là cuộc chiến công nghệ tinh thần để giành lại quê hương, kết quả cuối cùng hắc ma thần Hela đã phải nhả ra 1/2 lãnh thổ mình đã chiếm cứ. Liên minh thiên hà được thành lập nhằm đảm bảo sự sống còn của nhân loại, trong 10 năm này, để bài trừ chế độ bá chủ của một vài quốc gia, các lãnh đạo cấp cao đã quyết định thành lập hội đồng ơ 10 gồm 10 quốc gia có năng lực chiến đấu và vũ trang mạnh nhất để quản lý liên minh thiên hà và xã hội loài người. Cuộc chiến vẫn kéo dài cho tới khi nhân loại thành công giành lại quê hương. 5 năm sau nữa, trên đường quay về công ty, Hoắc Khải nhớ ra là mình vừa để quên USB thông tin ở nhà cố phi dương nên quay xe lại. Hiện giờ họ đã gần đầu bốn nhưng thời gian dường như đã bỏ quên tất cả, Hoắc Khải vẫn trông như một người đàn ông thành thục, cô cùng cuốn hút phái nữ, Cố Phi Dương vẫn quyến rũ như vậy, cô ta luôn coi trọng việc giữ gìn nhan sắc nên vẻ ngoài không thay đổi là mấy, chỉ có điều khí chất càng thêm quyến rũ, Ninh Thần thì gần như trở thành một nữ vương với khí chất cao sang, văn văn và đường đường đều đã trở thành thiếu nữ tràn ngập hơi thở thanh xuân. Sau khi tới nơi ở của Cố Phi Dương, Hoắc Khải xuống xe, vì anh chỉ tạt ngang để lấy tài liệu nên không hề báo trước cho cô ta. Biết mật khẩu, Hoắc Khải nhanh nhẹn bấm rồi mở cửa hai người vừa có một bữa chiều ân ái nên anh lo cô vợ bé của mình đang ngủ, tay anh nhẹ nhàng nắm chốt cửa, từ từ mở ra, chân gión rén tiến vào. Khi tới gần phòng ngủ, Hoác Khải nghe thấy có tiếng rên rỉ đầy khoái lạc truyền ra từ phòng ngủ. Người anh cứng lại, anh biết tiếng rên này biểu hiện điều gì nhưng não vẫn cố chấp không muốn chấp nhận sự thật, vì thế Hoác Khải tới gần cửa phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, âm thanh vọng ra từ bên trong, hai bóng người nằm đè lên nhau, không ngừng nhấp nhô phần dưới, ư. Ư a a, thật thoải mái. Tiếng thở đan chéo vào nhau, hoác khải không cần nghĩ cũng biết giọng nữ là ai, còn người nam thì khá trẻ, mái tóc nâu xoăn, làn da trắng với dáng người đô hơn bình thường, hoác khải đoán có lẽ là con lai nước ngoài. Bỗng nhiên, người nam vỗ cái bốp vào mông cố phi dương, lớn tiếng hỏi cương ngà. Chẳng lẽ chân ái của cưng không thể thỏa mãn cưng sao? Người được hỏi vừa rên vừa đáp, hừ, chân ái gì nữa, chân ái của bao nhiêu người. Giờ phát ngán rồi đây, chả hiểu sao ngày xưa lại chịu nổi thằng cha đó. Cô ta vẫn hổn hển nói tiếp, em vừa đẹp vừa giàu. Giờ muốn ai chẳng có. Cố Phi Dương nói mà chẳng nghĩ lại, cô ta được như bây giờ là nhờ ai. Ngày xưa cô ta mặt dày mày dạn cướp chồng người ta dưới danh nghĩa tình yêu, ăn bám lâu ngày mới được như hôm nay. Khoác Khải nghe thấy, chân ái của mình nói mà nắm đấm siết chặt. Anh biết mình nên lý trí một chút để nghe tiếp vì trong lòng anh có linh cảm điều mình sắp được nghe tiếp theo rất quan trọng. Cố Phi Dương vẫn vừa thở vừa nói, "Cưng chờ đi. Em sắp giành lấy mọi thứ của mẹ con em rồi. Em sẽ khiến hắn kia chuyển hết toàn bộ tài sản sang tên em và con, ngay cả hy vọng mới cũng lọt vào tay em thôi." Con nhỏ Ninh thần kia cày ngày cày đêm cũng chỉ làm công cho chúng ta hưởng thôi. Giản Tư Tư cũng bắt đầu hành động rồi, cô ta muốn chức vụ tổng giám đốc hy vọng mới chúng ta chỉ cần làm chủ tịch ngồi mát ăn bát vàng là được. Người đàn ông nghe thế thì tiếp lời, anh đã mua cham rồi, trong túi sách ngoài phòng khách đó. Khi nào có cơ hội, em hãy cho hắn đó uống, nhớ bỏ vào rượu vì mùi nó tương tự nhau, dù tác dụng gây ảo giác nhưng ảo giác đó do người ngoài điều khiển. Em nhớ chuẩn bị đầy đủ nha cưng. Nghe tới đây, Hoác Khải không cần nghe thêm gì nữa, anh đi vào phòng khách, lục tìm bên trong một cái ví hiệu dành cho nam màu đen, chỉ nhìn nhãn hiệu thôi là anh biết cố phi dương tốn không ít tiền cho đối phương rồi, tay nhanh chóng lấy ra một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón cái, bên trong đựng chất lỏng màu nâu đỏ như rượu vang. Anh biết cham đó là một loại chất độc khiến người ta chết trong khoái lạc, người uống phải nó sẽ có những triệu chứng như say rượu, sau đó dần xuất hiện ảo giác như hít ma túy, điều đặc biệt là nếu có người ngoài dẫn đường bằng lời nói, ảo giác sẽ thay đổi theo những gì mà người uống nghe thấy và không thể xét nghiệm ra nó trong máu nạn nhân lấy ra thứ cần thiết, Hoắc khải vào phòng làm việc lấy USB rồi ra khỏi nhà, anh còn chu đáo, đóng cửa lại cho đôi gian phu dâm phụ kia. Hai tháng sau, tại biệt thự Cố Phi Dương, Cố Phi Dương vừa mới thỏa thuê sung sướng sau một ngày vất vả, khi mở mắt, cô ta phát hiện mình đang ngồi trên sofa, toàn thân mất sức, chỉ có đôi mắt là chuyển động quan sát được, đối diện cô ta là Hoác Khải đang ngồi trên một chiếc ghế cao, chân bắt chéo, tay cầm dao gam. Thấy đối phương tỉnh lại, Hoắc Khải vừa vuốt ve lưỡi dao vừa hỏi, em yêu, em còn nhớ ngày chúng ta công khai tình yêu trong buổi họp báo không? Lúc đó em đã thế nào? Em cảm động ra sao? Hử! Cố Phi Dương hoảng hốt, cô ta biết chuyện hiện giờ xảy ra chắc chắn là vì Hoắc Khải đã biết được âm mưu của mình, lẽ ra cô ta nên đoán ra khi phát hiện cha bị mất vào ngày hôm đó. Cố Phi Dương chưa từng xem thường Hoắc Khải, thậm chí, trong từng ấy năm, cô ta luôn dùng tư thế hèn mọn nhất để phục vụ anh, ban đầu thì hạnh phúc đó, nhưng sau mỗi lần thấy Hoắc Khải công khai đi dự hội nghị hay tiệc quan trọng với Ninh Thần, cô ta bắt đầu ghen tị, cảm xúc tích lũy dần theo năm tháng, nó gần như khiến cô ta phát điên và rồi. Cô ta nhận ra được tầm quan trọng của tiền, dù chẳng thiếu thốn gì nhưng cô ta muốn có nhiều như Ninh Thần, muốn cao sang như Ninh Thần, muốn con gái mình cũng là công chúa, thật sự, và mình trở thành nữ vương, thật sự. Cô ta biết Hoắc Khải sẽ không ly hôn, anh là kẻ đạo mạo bao nhiêu người vây quanh khen anh vừa yêu vợ lại hào hoa, vừa tài năng lại có sức quyến rũ như thế cơ mà. Cô ta bắt tay với giản tư tư, xúi dục đối phương ăn cắp tài liệu mật của công ty để giúp một công ty khác đứng dưới tên tình nhân cô ta phát triển. Công ty này có sự góp vốn chung của hai người họ, bắt đầu ăn nên làm ra. Và giờ, khi bắt đầu đánh cú chót để hốt hết thì lòi. Hoác Khải cười mỉa nhìn cố phi dương, thấy cô ta không trả lời thì anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Cô nhìn sang bên trái đi, có phải thằng bổ nhí của cô không, có phải đối tác của cô cũng ở đây không? Đừng nghĩ nhiều, họ đều ở đây nên chẳng ai cứu cô đâu. Cố Phi Dương nhìn theo hướng anh chỉ, Kevin tình nhân bé nhỏ của cô ta tìm được từ quán ba và giản tư tư đều ở đây. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, cô ta khóc lóc, hai mắt đẫm lệ nhìn hoắc khải, miệng mấp máy xin tha, anh, anh tha cho em lần này. Em không dám nữa. Người sau cười mỉa rồi đi ra ngoài biệt thự, tay anh đang mân mê nút bấm nhỏ ở chuôi của con dao găm ban nãy. Nút bấm này kích hoạt bom axit được đặt bên trên đèn treo của biệt thự, anh biết cố phi dương yêu nhất vẻ ngoài của mình, thứ cô ta tự hào nhất cũng là nó. Anh sẽ không để họ chết, anh muốn họ sống trong đau đớn, muốn chết không được, muốn sống không xong, muốn nói mà chẳng ai nghe. Ra tới sân, khi canh chuẩn thời gian mất tác dụng của thuốc mê, hoắc khải bấm nút. Đèn treo nổ tung, tiếng hét thê thảm của nam lẫn nữ vang vọng khiến người ta nổi gai ốc. Từng giọt axit rơi lên da bỏng rát, ăn mòn từ thớ thịt bên trong cơ thể, mọi thứ đều bị axit hủy hoại, tất cả. Hoắc Khải hài lòng ra xe, khi anh khởi động xe, một âm thanh to lớn rội thẳng vào màng nhĩ, cả người anh đập vào cửa kính, sau đó anh không còn biết gì nữa. Tới khi Hoắc Khải tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng, cả người không thể nhúc nhích, chỉ mắt là quan sát chung quanh, Ninh Thần đang ngồi kế bên, nhẹ nhàng cầm khăn lau miệng cho anh, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Thấy chồng tỉnh, cô vội hỏi anh Phong: Anh cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Hoắc Khải chỉ trước mắt, Ninh Thần vội nhấn chuông gọi bác sĩ. Một đám chuyên gia ùa vào. Với địa vị và thân phận hiện giờ, Hoắc Khải chính là người được chú ý nhất. Anh là người kêu gọi thành lập Liên Minh Thiên Hà, là người nắm giữ tài chính và kỹ thuật chống lại hắc ma thần Hela. Từng cử động của anh đều sẽ khiến phe nhân loại chấn động. Bác sĩ vào kiểm tra rồi lắc đầu, bảo 95% cơ thể đã không còn khả năng tái sinh, anh ta chỉ có thể nằm một chỗ, thời gian lâu dài thì não sẽ mất dần các chức năng. Cô vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Như bao người nhà bệnh nhân khác, Ninh Thần cầu xin bác sĩ cứu chồng mình với hai mắt đẫm lệ, đáp lại cô là cái lắc đầu đầy bi ai của người lương y. Hoắc Khải nghe thấy thế thì anh cũng chẳng hề hoảng hốt anh nghĩ lại từng chuyện đã qua, cảm thấy mình là tên khốn, ban đầu anh tự nhận mình là người chồng tốt, sau đó lại phản bội vợ, tìm niềm vui mới và giờ là báo ưng anh phải nhận. Sau khi anh tỉnh lại được một tuần, Ninh Thần kể với anh là cảnh sát tìm thấy ba người cố phi dương bị bỏng axit trong biệt thự, người đàn ông thì chúng quá nhiều nên đã chết, cố phi dương bị hủy dung, dù làm gì cũng không thể khôi phục như xưa, tiền bạc và công ty của cô ta đều đã sang chuyển hết sang tên người đàn ông kia, chỉ trừ lại một chút cho Văn Văn, giờ cô ta đang sống trong một ngôi nhà ọp ẹp, Văn Văn vì sĩ diện cũng mặc kệ mẹ mình. Giản Tư Tư bị nhẹ nhất nhưng vì ăn cắp tài liệu công ty nên đã bị tống vô tù, ngày xưa cô ta khinh thường nhất hành động này nhưng giờ lại đi con đường đó, thông qua điều tra thì cô ta bị nghiện đánh bạc, lý do cụ thể thì không rõ nhưng khi phát hiện thì cô ta đã nợ sòng bạc lớn nhất thế giới 500 tỷ đô. Hoắc Khải lẳng lặng nghe Ninh Thần kể, trong lòng chẳng có cảm xúc gì. Bỗng điện thoại ninh thần đổ chuông, cô ra ngoài nhận cuộc gọi, đồng thời, hai điều dưỡng tiến vào đổi thuốc cho Hoắc Khải, miệng thì khen ngợi ninh thần cô ninh đúng là người vợ tốt. Từ lúc anh hôn mê tới giờ, cô ấy và con gái luôn túc trực bên anh, gần như rất ít ngủ nghỉ. Anh Lý Phong đúng là có phước đấy. Nghe vậy, trong lòng Hoắc Khải có chút ấm áp, anh biết mình nên xử lý gì chút thế nào rồi. Ngoại ô thành phố, trong một ngôi nhà bằng gạch đỏ hiếm có ở thời đại này, một người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn, da màu nâu sậm vì phơi nắng, cơ thể rắn chắc đang nằm trên giường. Anh ta từ từ mở mắt. Anh ta nhớ là mình đã chết rồi mà, anh ta đã nhìn thấy vợ và con khóc trước giường bệnh, sao giờ lại ở đây? Rốt cuộc anh ta là ai? Là Hoác Khải, Lý Phong hay Khải Phong? Anh ta chỉ nhớ mình còn nợ một cô gái tên Ninh Thần, rất nhiều. Tại tập đoàn Hy vọng mới, phòng chủ tịch. Thưa chủ tịch, đây là nhân viên mới tên Khải Phong, vừa được chúng tôi tuyển dụng vào tôi biết rồi, cô training cho anh ta đi, sau này anh ta sẽ là trợ lý của tôi. chương 731, Ngoại truyện Mưa rơi giả dích, một đám người mặc đồ đen đứng trong nghĩa trang, họ thành kính cúi đầu trước một chiếc quan tài. Sau khi đám tang kết thúc, một người phụ nữ mặc váy đen, đeo kính đen đứng ra cảm ơn người dự đám tang rồi lặng lẽ cùng con gái ra ngoài. Đó chính là ninh thần, hôm nay là đám tang của Hoác Khải. Trước khi mất, anh đã gọi luật sư tới và để di chúc lại hết tài sản cho cô và hai đứa con. Tối đó anh ra đi trong thanh thản, cô và hai đứa nhỏ khóc nấc trong sự động viên của người thân và bạn bè. Khi về tới nhà, vào trong phòng mình, Ninh Thần cởi kính ngồi trên giường. Mắt cô vẫn sưng đỏ nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện. Không ai biết, vào ba năm trước cô của 40 năm sau đã sống lại trong thân xác của mình. Trong tương lai 40 năm sau... Nhân loại thành công nghiên cứu ra cách truyền tải ý thức hay có thể coi như linh hồn vào vật chết. Họ tận dụng phương pháp này để chế ra ngoài robot có vỏ ngoài cứng cáp, trang bị đầy đủ vũ khí để chiến đấu với Hắc Ma Thần Hela, sử dụng ý chí để điều khiển đám robot này, giành lại từng tấc đất, đất quê nhà. Dần dần, Hắc Ma Thần Hela cũng yếu thế và chạy trốn khỏi địa cầu, Ninh Thần cũng rất vui sướng vì chồng mình đã có thể giúp nhân loại giành lại tự do. Nhưng cô nào ngờ, chỉ một năm sau đó, Cô lại bị chính chồng mình và phát minh của anh hại chết. Trong một lần thí nghiệm kết nối với thế giới ảo, không biết vì lý do gì mà thân thể Ninh Thần mất kết nối với ý chí, tiếng còi cảnh báo vang lên liên tục, Đường Đường lo lắng chạy tới thì nghe thấy bố mình dùng giọng điệu vì nghĩa diệt thân, tuyên bố ngắt thiết bị kết nối, khi cô bé muốn tiến lên ngăn cản thì bị nhân viên chặn lại, Cố Phi Dương và Văn Văn đứng cạnh lại quay sang nhìn cô bé bằng ánh mắt hả hê và châm biếm. Đường Đường biết, họ hại chết mẹ cô một giây trước khi thiết bị ngắt kết nối ý chí của ninh thần tìm thấy tín hiệu chưa kịp quay về thân thể thì kết nối đã ngắt cô lơ lửng trên không với hình dạng linh hồn nhìn thấy tất cả nhưng không ai trong đó nhìn thấy cô đã quay về sau nữa cô nhìn thấy hoác khải đánh con mình khi hai đứa yêu cầu anh điều tra vụ việc cố phi dương và văn văn ở cạnh đổ thêm dầu vào lửa đường đường chạy ra ngoài và bị một chiếc xe tông chết đứa con thứ hai của cô thì bị cố phi dương hành hạ tới mức trầm cảm tự sát mà người chồng thân yêu của cô lại chẳng hề nói gì dù anh biết tất cả, thậm chí anh còn để lại di sản cho hai mẹ con ác độc kia. Sự phẫn uất dâng cao trong lòng ninh thần, trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ là phải trả thù tất cả, phải cứu con cô và rồi, cô quay về quá khứ. Cô quay về lúc 3 năm trước khi Hoác Khải chết, điều đầu tiên ninh thần làm là tìm người lập quỹ từ thiện Enzo ở Phăng, vì cô biết con trai Phan Tư Mê ở đó, sau khi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, Phan Tư Mễ đã mang thai con một anh chàng nước ngoài mà chính cô ta không biết. Sau khi cô ta sinh con, bác sĩ trong bệnh viện đã gửi đứa bé vào tại trẻ mồ côi ở Phăng. Ninh thần lập quỹ từ thiện ở Phăng cũng không làm ai thấy kỳ lạ, vì cô luôn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện vì phụ nữ và trẻ em. Thông qua con đường trên, Ninh thần từng bước hướng dẫn con trai Phan Tư Mễ Ilis tới gần, chân tướng, đó chính là hoắc khải hại chết Phan Tư Mễ. Sau khi tốt nghiệp đại học, đứa nhỏ này về nước, làm như vô tình quen biết với Văn Văn và trở thành bạn trai cô bé này. Văn Văn bây giờ đã là thiếu nữ, không biết có phải do di truyền từ mẹ hay không nhưng cô gái này cực kỳ thích đàn ông, thích được mọi người vây quanh và thích giành đồ của người khác. Qua sự tẩy não của Elis, Văn Văn dần trở nên tham lam, cô ta ghen tị với đường đường nên càng muốn chiếm lấy hết mọi thứ của cô bé. Khi Hoắc Khải phát hiện gian tình của Cố Phi Dương, Văn Văn đã vô tình nhìn thấy nhưng cô ta không nói cho mẹ mà về bàn kế hoạch với Elis. Họ thuê thám tử tư chuyên nghiệp theo dõi Hoắc Khải, nói tới đây thì phải nhắc tới vấn đề tại sao Hoắc Khải lại lơ là cảnh giác như thế. Sau khi trở thành lãnh đạo Liên minh Thiên Hà, trong tay nắm giữ kỹ thuật cao cấp, Hoắc Khải bắt đầu hưởng thụ thành tích, do sự tác động của Cố Phi Dương, anh dần dần lơi lỏng và sa đà vào việc trai gái, thậm chí yêu cầu những người bảo vệ mình rút về khi anh tới nhà Cố Phi Dương, từ đó mới tạo ra sơ hở cho Văn Văn và Elis cài loại bom nhỏ vào cốp sau xe, dẫn đến vụ nổ định mệnh ngày hôm đó. Văn Văn đã chuẩn bị trước di trúc giả, thường ngày Hoác Khải yêu thương Văn Văn chẳng kém đường đường nên dù thấy lạ mà chẳng ai nghi ngờ, di trúc được công bố thì chính Elis lại dẫn cảnh sát tới và tố cáo bạn gái mình. Văn Văn gần như phát điên, cô ta không thể tin nổi là bạn trai lại phản bội mình. Ninh thần đang nhẹ nhàng nói gì đó với Hoác Khải, điện thoại cô bỗng reo lên, chào cô cháu là ilis bạn trai của văn văn hiện giờ văn văn đã bị cảnh sát bắt vì tội tạo di trúc giả cô có thể tới đồn cảnh sát không ạ à? cháu không liên lạc được với người thân cô ấy được cháu chờ cô chút nhé ninh thần cúp điện thoại cô mỉm cười đầy hài lòng ilis không biết rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô hành động và việc làm của từng người đều không thoát khỏi sự theo dõi của cô ba năm rằng bấy bây giờ đã thu lưới được rồi những kẻ hại cô đều phải chịu báo ứng trời không báo, cô tự mình báo. Thưa Chủ tịch Ninh, đây là hồ sơ của vật thí nghiệm phong khải. Chúng ta đã dịch chuyển ý thức thành công. Được, mọi người vất vả rồi. Tháng này tôi tăng lương. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo theo dõi bộ truyện chế tạo hào môn hoắc khải, tác giả hứa đệ.